Hãy hiểu, đừng bao giờ tạo cho đàn ông một thói quen, bắt buộc phải như thế. Mà hãy tạo cho họ một suy nghĩ, mọi chuyện vĩnh viễn không phải thế đâu. Trước đây tôi yêu một người, tôi rất sợ mỗi lần chúng tôi cãi nhau, sợ đến mức chỉ cần đối phương nhăn mặt, tôi nhất định không dám nói thêm một lời. Mỗi lần họ bỏ đi, tôi nhất định sẽ đi tìm kiếm, mỗi lần giận hờn, tôi đều là người chủ động xin lỗi. Mặc dù lỗi lầm không phải sinh ra từ phía tôi, nhưng tôi vẫn làm thế. Rồi sau nhiều lần như vậy, họ đã quen với việc, nếu tôi giận, họ nhất định sẽ giận ngược, để tôi phải là người hạ mình xin lỗi. Với họ khi ấy, chỉ cần là giận nhau tôi đều là người lép vế. Họ đã quen với việc, tôi phải là người nhận sai trong mỗi cuộc cãi vã. Sau này, cho đến khi tôi yêu người khác, trải qua một vài cuộc tình, tôi chưa bao giờ nhận mình khôn ngoan để không phải nếm trải khổ đau sau mỗi chuyện tình, nhưng tôi đã rút ra được bài học không để sự kém cỏi lặp lại thêm lần nào. Tôi không chủ động nhận sai trong bất kể một cuộc cãi vã nào nếu như tôi không sai, cũng không bao giờ hạ mình nếu như tôi đúng, tôi luôn thế. Tôi im lặng, nếu đối phương im lặng, tôi không chủ động nhắn tin liên lạc, vì tôi không sai, nếu đối phương cần mình, hiểu chuyện, vì họ sai họ sẽ tự động tìm tôi và liên lạc. Và tôi đã thành công trong chính điều ấy, đó chính là, trong tình yêu, đúng hay sai, không ai quan trọng, nhưng cái quan trọng, chính là sự bình đẳng. Bạn hãy hiểu, cho dù bạn nhớ nhung đến chết, nhưng nếu đối phương không trân trọng bạn, bạn cũng phải dùng sự thờ ơ để mà đối đáp. Cho dù có phải thắt tim buộc lòng cũng không thể hạ mình nhận sai nếu như mình đúng. Đừng tùy tiện bày bỏ hay xin lỗi bởi vì để cho đối phương biết mình cần họ quá nhiều, họ sẽ không còn trân trọng. Người sai chủ động xin lỗi, và người nhận được lời xin lỗi không vì thế mà kiêu căng cho rằng mình là nhất, mà thay vào đó là một lời xin lỗi ngược lại, xin lỗi vì tôn trọng, xin lỗi vì trân trọng lời xin lỗi của đối phương, và xin lỗi vì trân trọng chuyện tình cảm này. Đàn ông hay đàn bà, đều như nhau, nếu như bất kể một điều gì lặp lại quá nhiều lần, tự khắc sinh quen thuộc sinh phụ thuộc, phụ thuộc. Hãy hiểu, đừng bao giờ tạo cho đàn ông một thói quen, bắt buộc phải như thế. Mà hãy tạo cho họ một suy nghĩ, mọi chuyện vĩnh viễn không phải thế đâu. Trước đây tôi yêu một người, tôi rất sợ mỗi lần chúng tôi cãi nhau, sợ đến mức chỉ cần đối phương nhăn mặt, tôi nhất định không dám nói thêm một lời. Mỗi lần họ bỏ đi, tôi nhất định sẽ đi tìm kiếm, mỗi lần giận hờn, tôi đều là người chủ động xin lỗi. Mặc dù lỗi lầm không phải sinh ra từ phía tôi, nhưng tôi vẫn làm thế. Rồi sau nhiều lần như vậy, họ đã quen với việc, nếu tôi giận, họ nhất định sẽ giận ngược, để tôi phải là người hạ mình xin lỗi. Với họ khi ấy, chỉ cần là giận nhau tôi đều là người lép vế. Họ đã quen với việc, tôi phải là người nhận sai trong mỗi cuộc cãi vã. Sau này, cho đến khi tôi yêu người khác, trải qua một vài cuộc tình, tôi chưa bao giờ nhận mình khôn ngoan để không phải nếm trải khổ đau sau mỗi chuyện tình, nhưng tôi đã rút ra được bài học không để sự kém cỏi lặp lại thêm lần nào. Tôi không chủ động nhận sai trong bất kể một cuộc cãi vã nào nếu như tôi không sai, cũng không bao giờ hạ mình nếu như tôi đúng, tôi luôn thế. Tôi im lặng, nếu đối phương im lặng, tôi không chủ động nhắn tin liên lạc, vì tôi không sai, nếu đối phương cần mình, hiểu chuyện, vì họ sai họ sẽ tự động tìm tôi và liên lạc. Và tôi đã thành công trong chính điều ấy, đó chính là, trong tình yêu, đúng hay sai, không ai quan trọng, nhưng cái quan trọng, chính là sự bình đẳng. Bạn hãy hiểu, cho dù bạn nhớ nhung đến chết, nhưng nếu đối phương không trân trọng bạn, bạn cũng phải dùng sự thờ ơ để mà đối đáp. Cho dù có phải thắt tim buộc lòng cũng không thể hạ mình nhận sai nếu như mình đúng. Đừng tùy tiện bày bỏ hay xin lỗi bởi vì để cho đối phương biết mình cần họ quá nhiều, họ sẽ không còn trân trọng. Người sai chủ động xin lỗi, và người nhận được lời xin lỗi không vì thế mà kiêu căng cho rằng mình là nhất, mà thay vào đó là một lời xin lỗi ngược lại, xin lỗi vì tôn trọng, xin lỗi vì trân trọng lời xin lỗi của đối phương, và xin lỗi vì trân trọng chuyện tình cảm này. Đàn ông hay đàn bà, đều như nhau, nếu như bất kể một điều gì lặp lại quá nhiều lần, tự khắc